Ok, hôm nay giới thiệu anh em về cái mặt hàng nhôm xuyên dĩa DID nha anh em. Đây, đổ một thùng ra cho anh em coi mẫu đi. Ok, hàng thì bên shop có sẵn số lượng nha, giao sỉ giao quý anh em. Anh em nào muốn lấy số lượng thì giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Giá bên mình đang bán lẻ là 330 ngàn. Còn anh em nào chúng ta có nhu cầu mua hàng mà giá sỉ á thì anh em cứ liên hệ với mình nha, giá cực kỳ ưu đãi cho quý anh em luôn. Đây, hôm nay thì quay cho anh em coi nhôm xuyên dĩa DID Thái Lan nha anh em, hàng chính hãng 100% luôn. À, hàng chính hãng 100% nha. Đây thùng DID, đây thùng sen DID nha anh em. Đây cái thùng là thùng DID nha. Đó, đây thùng thùng DID nha. Đây DID AD3 là một mẫu nhôm xuyên dĩa cao cấp của nhà DID Thái Lan nha anh em. Đó. Rồi, ok. Ok anh em ha. Hàng hóa sẵn nhiều cho anh em. Hôm nay thì mình sẽ quay và giới thiệu cho anh em một bộ đi. Đây. Rồi, ok nha anh em. Ok. Rồi, hôm nay mình xin được giới thiệu cho anh em bộ nhôm xuyên dĩa DID. Mã của nó là AD3. Dòng professional, cái dòng này là cái dòng cao cấp của DID nha anh em, cao cấp của DID đó. Cái bộ này thì nó sẽ cho cái tốc độ cao này, advance này, tốc độ nó sẽ tốt này. Và anh em lưu ý cho mình là bộ nhôm xuyên dĩa này là bộ nhôm xuyên dĩa 9 ly nha. Bữa giờ anh em cứ hỏi mình là 7 ly hay 9 ly thì cái dòng 7 ly là cái dòng nhôm xuyên dĩa hồi xưa rồi anh em ơi. Cái sen cũng sen của nó rất là mỏng, còn bây giờ thì đã sử dụng các dòng nhôm xuyên dĩa 9 ly hết rồi. Và đây là một bộ nhôm xuyên dĩa DID, hàng chính hãng của Thái Lan nhập về nha anh em. Nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nha. Đây. Mã là DID AD3. Nhập khẩu từ Thái Lan thì nó sẽ có made in Thái Lan ở đây. Bộ này thì mình cam kết chính hãng cho anh em nha, bảo hành chính hãng trọn đời. Thì anh em nào chúng ta có xài có hư rồi, nhưng mà nếu mà anh em phát hiện ra hàng fake, hàng Trung Quốc, hàng giả thì anh em cứ đem tới mình. Mình bao anh em chuẩn 100% là hàng zin nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi. Thì một bộ này bên mình phân phối chính hãng cho anh em. Giá của nó sẽ là 330 ngàn một bộ nha. Tất nhiên là hàng nguyên đai nguyên kiện mới 100% chưa sử dụng nha anh em. Chứ còn nhôm xuyên dĩa mà đã sử dụng rồi thì mình cũng không biết bán sao luôn ha. Rồi, ok. Mở ra cho anh em coi nha. Này thì nó sẽ có một lớp phủ ni lông phía bên ngoài này. Anh em cứ mở ra cho mình là anh em sẽ thấy được bộ nhôm xuyên dĩa phía bên trong. Bao anh em cực kỳ chất lượng nha. Rồi. Đây. Rồi, ok anh em ha. Hàng này là mình cam kết chính hãng 100% nha anh em. DID Thái Lan nha. Rồi, để mình bóc cái bọc siêu này ra nha. Rồi, đây, một cái hộp nó nhìn rất là chỉn chu, có tem chống giả ở đây luôn. Tem chống giả DID đây này, anh em sẽ thấy nè. Anh em thấy không? DID này. Đó. Anh em ha, yên tâm nha. DID Thái Lan thì anh em biết rồi, thương hiệu nhôm xuyên dĩa DID nó quá nổi tiếng rồi ha. Rồi. Ok, mình sẽ mở ra cho anh em coi này. Đấy. Rất là ok, rất là đẹp nha. Hàng thì mình bên mình có rất là nhiều sẵn sàng để phục vụ cho anh em. Thì nhau của nó sẽ là mã đây này. 14 nha. Nhau sẽ là nhông 14. Cho tốc độ rất cao. Và đĩa đây. Đĩa đây. Đĩa sẽ là đĩa 36 nha anh em. Sẽ là đĩa 36. Ok anh em ha. Và đây là cộng sen. Rồi bây giờ mình sẽ mở hết ra cho anh em coi luôn để anh em chúng ta chiêm ngưỡng và anh em nhìn. Anh em sẽ thấy nó đẹp như thế nào nha. Mình sẽ mở cổng sen ra cho anh em coi luôn. Mở trực tiếp nha anh em nha. Mình sẽ quay trực tiếp cho anh em coi hết, không phải lo vấn đề anh em ở xa vẫn mua thoải mái nha. 330 ngàn thì phải nói là quá rẻ rồi. Thì cái một bộ này nó rất là nhiều chi tiết nha. Mình sẽ để lại lên đây, gắn lên đây cho anh em coi một bộ này. Đây, cổng sen này. Rồi, tiếp theo sẽ là một cái nhông nha anh em. Nhông này mình cũng sẽ mở ra cho anh em coi luôn. À, sẽ cắt mở ra cho anh em coi nha. Thì hàng này thì mình sẽ quay trực tiếp cho anh em để anh em chúng ta yên tâm về chất lượng. Tất nhiên là nhôm xuyên dĩa thì ở đâu cũng có bán rồi, nhưng mà không phải là anh em chúng ta muốn mua được một những bộ nhôm xuyên dĩa DID ngon lành như vậy, mà cái giá nó phải chăng, không phải dễ kiếm nha. Đây, cái nhau của nó sẽ có in luôn logo DID trên đây và có sẽ có chữ 14T ha. 14T nó sẽ khắc vô luôn đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, phía bên sau này anh em thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Cái nước hàng gì đó anh em, nên em sẽ nhìn là cái mặt phay này của nó này, nó sẽ có nước nhôm, cái này gọi là nước gang, nước sắt gì đó, nước thép này, nó rất là sáng luôn, em thấy nó sáng không?
cái màu rất là sáng trắng lên luôn nè, nó sáng trắng bạch lên luôn chứ không phải nó bị đen nha nè. Những cái hàng mà anh em cứ nhìn cho cái nhông này anh em thấy nó bị đen nè là anh em biết là nó hàng Trung Quốc nha. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ mở một cái dĩa cho anh em. Bộ này nó sẽ có gồm 4 chi tiết nha, một cọng sen, một nhông, một dĩa và một cái mắt nối nha. Rồi mở ra cho anh em luôn. Ok anh em ha, mình sẽ mở hết ra cho anh em để anh em coi cái chất lượng của nó, tham khảo chất lượng trước khi mua nha. Đây, đây là cái dĩa đây. Cái dĩa anh em sẽ thấy cái mặt nó sẽ rất là bóng nha. Và nó sẽ sần sùi nha. Và nó cái mặt của nó rất là sáng này, anh em thấy nó sáng không? Cái màu sáng của nó rất là đặc trưng luôn nha. Và hàng xịn nó sẽ sáng như vậy. Còn như anh em để ý cái mặt lô là nó sẽ bị xám đen lại nha, nó không có xám trắng như vậy đâu. Rồi. Tiếp theo mình sẽ để lấy thêm một cái phe lên cho anh em coi ha. Rồi. Đây. Ok anh em ha. Và một cái bộ phe cài này, mình sẽ mở ra cho anh em coi luôn. Đó, mở hết ra cho anh em coi nha. Thì cái này thì nó tất cả nó đều là hàng zin. Cho nên là anh em sẽ nhìn thấy một bộ của nó này, dù là những cái chi tiết nhỏ nhất nó vẫn sẽ in logo DID cũng như là các thông số mã nha. Tên họ đầy đủ của nó ha. Đó. Anh em thấy không? Đó. DID Asia nè. Rồi ok. Thì một bộ của nó đã gồm có các chi tiết như vậy. Đấy, thì rất là đẹp luôn. Đây, cái phe của nó này anh em thấy có chữ DID này. Anh em thấy không? Rất là chi tiết luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi. Đây, mặt trên của nó này. Một mặt nối của nó cũng sẽ có chữ DID luôn, rất là xịn. Thì lợi ích của việc anh em sử dụng một bộ nhông sen dĩa xịn thì nó sẽ khác gì so với một anh em sử dụng một bộ nhông sen dĩa hàng trung bình? Thì bộ nhông sen dĩa xịn á, tất nhiên rồi, nói gì nói, đầu tiên là về cái chất lượng của nó thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều so với những bộ nhông sen dĩa mà anh em sử dụng cái dòng Việt Nam ha. Nó sẽ bền hơn, tuổi thọ gần như là gấp đôi gấp ba. Đấy, thì nhiều anh em chơi chúng ta biết rồi. Thứ hai á là về cái độ êm của nó. Cái độ êm của nó khi anh em sử dụng cái cọng sen này, một thời gian cọng sen này nó vẫn rất êm, nó không bị nhảy sẹt 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 nha anh em. Còn những cọng sen rẻ tiền hơn, những cọng sen rẻ tiền, những cái sản phẩm không có thương hiệu hoặc thương hiệu nhỏ lẻ, anh em biết rồi, chúng ta sử dụng cái cọng sen này một thời gian nó sẽ có vấn đề, nó sẽ kêu rất to luôn, nó sẽ giãn sen. Bởi vậy anh em chúng ta sử dụng những bộ nhông sen dĩa mà hàng bèo á, hàng giá rẻ, hàng là hàng Trung Quốc á, ở Việt Nam, thì anh em phải thường xuyên tăng sen luôn, bởi vì cọng sen này nó giãn rất kinh ha. Chất liệu nó không có được chắc và nó sẽ bị hiện tượng giãn sen rất là nhanh, giãn sen. Và một phần nữa là do những cái nhông cũng như cái dĩa này nó sẽ bị mòn, ăn mòn nhanh, thì nó gây ra cái hiện tượng là nó sẽ làm trùng cái sen của chúng ta xuống, bởi vì những cái mặt này này nó sẽ bị choãi ra ha. Đó, thì như vậy với một cái nhà bộ nhông sen dĩa xịn như vậy thì anh em sẽ biết được là cái chất lượng của nó rất là tốt, cũng như là anh em sẽ thấy được là cái độ bền và cái độ đẹp của nó ha, rất là đẹp luôn em. Anh em thấy không, nó rất là đẹp luôn. Chúng ta gắn vô xe nha. Và đặc biệt anh em, cái vật liệu của những cái hàng này này là nó rất là tốt, và anh em chạy cái độ bền nó rất là cao luôn. Dù anh em không chêm nhớt nhiều nhưng mà cái hiện tượng mài mòn của nó cũng giảm hơn nhiều so với lại những cái hàng mà rẻ tiền nha. Đó, và thương hiệu DID thì anh em biết rồi, DID là một thương hiệu lớn nha. Ngoài ra thì bộ này là bộ 1436, thì bộ này cho gia tốc rất tốt nha anh em. Bộ này cho gia tốc rất tốt. Đây, mình sẽ cho anh em xem cọng sen của nó nha. Cọng sen nó này, anh em sẽ thấy này, nó có những mã này. Mặt này là mặt đây này, có chữ DID này. Đấy thấy không? Đây, DID và các mã số có đầy đủ hết nha. Đó, rất là đẹp. Cọng sen này thì anh em chúng ta mua ở ngoài nha, mua lẻ cọng sơn sen DID này, anh em nào biết chơi thì anh em mua lẻ cọng sen DID ở ngoài rất là đắt tiền nha. Nếu mà đúng cọng sen zin này này là rất là đắt rồi, thậm chí lên tới cũng 200 mấy chục ngàn một sợi rồi, trong khi bộ này chỉ có 330 ngàn thôi. Anh em mua cộng sen này khoảng 280-290 thì chúng ta mua về nó còn những cái dĩa hay là cái nhông chúng ta chưa sử dụng được thì rất là dở. Bởi vậy nếu anh em chúng ta có nhu cầu thay một bộ nhông sen dĩa thì anh em cứ thay bộ này vô cho mình, là nó sẽ đồng bộ hết từ dĩa, từ nhông cho tới sen, rồi phe cài này kia nó sẽ đồng bộ hết như vậy thì nó rất là ngon. Thì giá của nó chỉ có 330 ngàn thôi. Anh em nào chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ mình. Còn riêng anh em nào mua sỉ thì có rất là nhiều hàng để anh em ta lựa chọn nha. Về số lượng thì anh em không phải nghĩ là vấn đề số lượng đâu, vì bên mình là chuyên bỏ sỉ thôi. Dòng DID này thì nếu anh em mua ở ngoài, bộ này bây giờ AD3 nha, đúng mã AD3 Professional nha, thì cái dòng này
Nó rất đắt tiền luôn. Và nếu anh em phải mua đúng chỗ hàng chính hãng nha. Có một số nơi người ta bán hàng rẻ tiền, rất rẻ luôn. Bộ này người ta bán có 200 mấy thôi. Nhưng mà anh em cẩn thận vì rất dễ dính hàng Trung Quốc nha. Đó, thì anh em lưu ý giúp mình. Rồi, hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em bộ nhôm sen dĩa DID AD3, mã dành cho các dòng Way, Rim, Future. Thì anh em chúng nào chúng ta có nhu cầu anh em hãy liên hệ với mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Giá là 330 ngàn một bộ nha. Cam kết chính hãng, bảo hành trọn đời cho anh em luôn.